sống thế nào. Thật sự trong anh vẫn còn yêu anh còn thương lắm. Từng ngày buông ra sao tự nhiên em trở nên xa lạ. Em bước ngang qua anh nén đau rồi gục ngã. Em có thương anh thật không? Nói đi, sao lại cứ lặng thầm? Em thương ai rồi, đâu phải anh đúng không? Trái tim em đã có một ai, chẳng quan trọng chuyện đúng sai, không oán không hờn, đớn đau anh nhận phần hơn. Phải sẽ đổi chiếc xe này đã có hơi mới. Anh dừng lại em bước vội vun đắp một đời đau thương chỉ mình anh.